Con kể cho quý Phật tử nghe, ở tại chùa Hưng Thiền của chúng con, mới vừa ngày mùng 5 đây, mùng 5 tháng 10, có một sư cô, mà không biết con nói xong rồi quý vị nghe tên của sư cô này, tin chắc rằng ở tại Cái Bè, Tiền Giang đó, làm quý vị biết đến, đó là cô Ba Mai Lan. Quý vị có nghe cô Ba Mai Lan không? Cô bán nhà, bán đất, có đất, có giường, có ruộng, nhà cửa đàng hoàng, chồng cô chết, không có con, không có người thân. Cô bán sạch hết đi cúng dường, xây chùa, đi làm từ thiện, đi làm phước. Cái căn nhà cuối cùng là sát ngay chỗ quán cơm Minh Phát đó, cô bán xong rồi cô đem đến chùa Hưng Thiện. Cô cúng 1 tỷ xây dựng cái ngôi chùa, à, lúc chùa cũ, cổ Hùng Phước cúng dường 1 tỷ trong đó. Rồi con hướng dẫn cho cô về chùa tu. Cô tu từ khi cô vào đó tu đến hôm nay là 17, 18 năm rồi. Là không đi đâu cả, không bước chân ra khỏi cổng chùa, ở trong chùa. Và hơn 10 năm là cô ngồi, cô xỏ chuỗi, cô niệm Phật. Có tiền bao nhiêu là cô mua chuỗi ký về cô xỏ, vừa xỏ vừa niệm Phật, gửi đi các đạo tràng, cúng dường các chùa. Mà mười mấy năm cô làm việc đó. Năm nay cô 85 tuổi, ngày 26 tháng 9 âm lịch vừa rồi, cô mới nói với quý sư cô, nói mời sư ông sư phụ qua bên cho cô gặp mặt. Sư ông mới nói con qua bển coi, con coi coi cô ba cô nói cái gì. Con mới đi qua cô hỏi cô ơi, bữa nay cô khỏe không, cô có việc gì. Cái cụ ngồi dậy, cụ có nói sư phụ ơi, con muốn thưa với ông sư phụ như vậy, Phật đến nói với con là đến tiếp dẫn con giảng sanh, con sắp đi rồi. Thì con hồi nào giờ cổ sống ở chùa mười mấy năm, thì cổ cũng tha thiết cầu giảng sanh, cổ gửi tiền con đi phóng sanh. Thế cổ nói cho con gửi hùng phước phóng sanh, cầu cho con mau chết. Người ta là cầu người ta sống lâu khỏe mạnh, còn cổ cầu cho cổ mau chết để về Tây Phương. Cổ tha thiết muốn về Tây Phương cực lạc đến như thế. Bây giờ cái cổ nói là cổ sắp giảng sanh rồi, đồ đạc cái gì cổ cúng dường cho người này, cúng dường cho người kia, trong phòng cổ sạch hết, không còn cái gì hết. Cổ chi tam chi tứ hết trơn rồi. Rồi cái còn 600 ngàn. Cái cổ mới nói con, cổ nói sư phụ làm gì làm đi. Cái con nói vậy thì 600 ngàn này con đưa cho quý cô mua thức ăn, ăn chung để kết duyên cùng 300 chúng ở trong chùa nha. Cái con nói sư phụ muốn làm gì làm, con sắp đi rồi. Phật báo với con là đến ngày tiếp dẫn con rồi. Cái con mới hỏi vậy chứ Phật báo với cô ba là chừng nào đến tiếp dẫn cô. Cái cổ nói khuya ngày 29 rạng sáng ngày 30 lúc 3 giờ. Cái con nghe nói vậy, cái con mới nói tháng 9 vừa rồi không có 30, 29 mùng 1 phải không các chị? Vậy là 30 là tháng 10 này nè, chắc còn tháng nữa quá cô ba ơi. Thôi cô ba cứ niệm Phật tùy duyên đi, Phật đến giờ nào con theo Phật đi giờ đó. Cái cổ nói con không muốn nữa, con muốn sống ở cõi đời này nữa, con muốn giảng sanh liền ngay bây giờ. Sư phụ phụng thỉnh Phật đến tiếp dẫn con đi, con muốn đi ngay bây giờ. Con nghe cổ nói vậy tội nghiệp quá, con nói thôi quý cô ơi, quý cô cùng chắp tay nguyện theo con. Và đỡ cổ ngồi dậy, cái nói cô ba ngồi chắp tay nha. Nhất tâm phụng thỉnh Tây Phương giáo chủ từ phụ A-di-đà, phóng quang tiếp dẫn cho tỳ kheo ni thích nữ Trường Thủy được vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới ngay bây giờ. Thì cô tha thiết như vậy, cô cũng khấn nguyện vậy. Thế con nói hết ngày, con cho quý cô hộ niệm cho cô. Từ bữa 26 là cô bỏ ăn luôn, không có bệnh gì hết. 85 tuổi chưa từng đi khám bệnh ở bệnh viện, chưa từng đi khám bệnh ở một vị bác sĩ nào. Mười mấy năm ở chùa chưa từng bước chân ra khỏi cổng chùa, chỉ ở trong chùa xỏ chuỗi niệm Phật không các gì. Mà bây giờ cô báo như vậy cho nên con cho quý sư cô mình hộ niệm. Hộ niệm cho cô mấy ngày, cái qua tới ngày 29 rạng sáng ngày mùng 1 là không có 30. Rạng sáng ngày mùng 1 rồi, có qua khỏi 3 giờ khuya sáng cái con qua con mới nói vậy nè. Cô ba ơi, bữa nay là mùng 1 chứ không có 30, chắc tháng sau 30 thì Phật mới đến rước. Thôi cô ba cứ niệm Phật, Phật đến giờ nào mình theo Phật đi giờ đó. Cái cô nói con muốn đi giờ à. Cái con hỏi nhưng mà cô thấy trong người con sao? Con khỏe bình thường, không có gì hết. Cô nói con khỏe bình thường. Mà lúc đó đã 3 ngày không ăn, không uống, không uống một giọt nước nữa quý vị. Mà con chia ca cho quý cô 3 ca, mỗi ca niệm 2 tiếng. Người ta thay phiên 3 ca như vậy xuyên suốt ngày đêm 24/24 3 ngày. Quý cô đuối hết rồi, người nào cũng mắc chao dao. Còn cổ 3 ngày 3 đêm không ăn, không uống một giọt nước, mà cổ niệm xuyên suốt mà khỏi cổ. Cái cổ nói con bình thường, khỏe, tỉnh mơ. Cô nói vậy nha. Cái con nói khỏe vậy rồi thì thôi à, cô ba cứ niệm Phật hoài, phát nguyện tha thiết, giữ cái tâm thái này là chắc chắn giảng sanh đó. Cái cổ nói Phật báo con rồi, mà sao giờ này Phật chưa đến rước con nữa. Cái con nói tháng này không có 30, tháng sau mới có 30. Thôi đợi tháng sau đi cô, con muốn đi giờ. Cái nói muốn đi cũng phải chờ Phật đến tiếp dẫn, chứ con đâu có dẫn cô đi được đâu. Nó nói vậy đó. Cô chờ Phật đến tiếp dẫn, tha thiết niệm Phật đi. Cái cổ niệm của nó nói cầu xin cho con đi liền bây giờ đi.
Rồi từ ngày 26 cho đến ngày mùng 5, cô không ăn cái gì mà cũng không uống một giọt nước, mà cái môi của cô không bị khô, vẫn tươi tỉnh bình thường. Con hỏi cô không ăn không uống vậy mà cô niệm Phật suốt, cô có mệt không? Không, con thấy bình thường. Rồi ai thấy cổ cũng bình thường vậy. Cái đến ngày sáng mùng 5 cái cổ đuối rồi. Con người ta Phật nói 7 ngày không ăn là chết đó. Không ăn không uống 7 ngày là chết. Nhưng mà cổ đã 9 ngày rồi. Từ khi Phật báo cho đến ngày mùng 5 là cổ đuối rồi. Cổ đuối là tức là ngồi dậy không nổi nữa rồi, nằm nha. Nhưng mà khi con qua 12 giờ mấy con đi giảng về, con qua cái con nói vài lời khai thị cho cô. Mỗi khi con nói là cô nhướng mắt lên, cô giơ tay qua là cho biết là cô đáng nghe. Nhưng mà lúc này cô đuối rồi, cô đuối cô mệt rồi. Xong tới chiều 4 giờ con cũng qua, con khai thị 3 lần. Mà nói đến lần nào về Tây Phương nha, cô nhất tâm niệm Phật về Tây Phương. Giờ này huynh đệ cùng trợ niệm cho cô A-di-đà Phật. Cô chí thành phụng thỉnh Phật đến tiếp dẫn. Là cô nhép nhép cái miệng theo. Rồi đến 8 giờ tối, cái 7 giờ mấy quý sư cô nói thôi, thay đồ sạch sẽ để cho cô ba lên đường về Tây Phương nha. Còn nhướng nhướng mắt vậy nha. Thay bộ đồ vừa xong, mới vừa để đặt xuống là quý cô A-di-đà Phật cất giọng lên. A-di-đà Phật mới có 3 câu là cô đi liền luôn. Mà sau khi một cái điều đặc biệt nữa là con hỏi cô ơi, con hỏi kỹ lại một lần nữa để con quay phim ký sự đó. Con nói cô ơi, Phật có đến báo với cô là tiếp dẫn cô không? Cô nói Phật báo tiếp dẫn con sắp giảng sanh. Cô nói vậy nha. Cái con nghe là con tin chắc rồi. Con quay ký sự lúc mà cô đâu có đau bệnh gì đâu, mà cô báo Phật báo như vậy là cô bỏ ăn, là cô chờ đến ngày đến giờ Phật rước thôi. Rồi cái ví sư cô nói công nhận 3 ngày 3 đêm, 4 ngày 4 đêm, 5 ngày 5 đêm mà cô ba không ăn không uống một giọt nước, mà cô ba còn thân nằm yên không bị đớn đau bức bách, tâm vẫn sáng suốt không rối loạn quay cuồng. Cái quý sư cô lại nói công nhận siêu nha. Cái cô ba cổ còn cười và cổ trả lời vậy nè, chưa đâu, thiêu ra còn siêu nữa. Cô nói vậy đó. Cái quý sư cô cười rần lên. Cái con nghe xong con nói ráng siêu cho người ta thấy, để người ta phát khởi tính tâm tu hành nha. Thiệt. Ngày mùng 5 cổ đi xong rồi, cái mùng 7 con đưa cậu đến nơi đài quả táng. Chiều đó quý sư cô hốt cốt về. Quý Phật tử, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con chỉ nghe nói là người giảng sanh chứ chưa tận mắt thấy. Mà lần đầu tiên con thấy khi mà lấy tro cốt của cô về đó quý Phật tử, xá lợi của cô á, mà mỗi một cái xương của cô kết tinh lại thành xá lợi, là xá lợi hạt chuỗi các vị ơi. Xá lợi hạt chuỗi, bởi vì cái nào cái hạt nó vậy nó cũng có cái lỗ để mình xỏ chỉ vô, cái nào nó cũng có cái lỗ để mình xỏ chỉ vô, mà nó hình hạt chuỗi, có hạt tròn, có hạt lục giác, giống như mình bào mình đục vậy đó. Quý cô đã xỏ một sâu chuỗi xá lợi của cô, 108 hạt xỏ để mà treo lên đó các vị. Nhìn thấy cái xá lợi của cô mà đủ màu sắc, ôi quý cô đem ra đãi nó lấp lánh đủ màu sắc hết. Mà cái hạt màu xanh nó có sắc xanh, hạt vàng nó có màu sắc vàng, có ánh sáng vàng, màu đỏ nó có ánh sáng đỏ, màu trắng nó có ánh sáng trắng, nói chung màu gì nó có ánh sáng màu đó. Mà mỗi một cái xá lợi của cô đủ màu sắc để lại đều là hạt chuỗi hết. Bởi vì cô xỏ chuỗi mười mấy năm, xỏ một hạt là A-di-đà Phật, xỏ một hạt là A-di-đà Phật. Cho nên cái kết quả thành tựu nó tương ưng với tâm hạnh của người đó. Có phải vậy không các vị? Chút xíu nữa con sẽ đưa cái hình mà quý cô chụp và cái phim mà quý cô kết sau chuỗi bằng xương của cô á, đủ màu sắc cho quý Phật tử coi. Nó đẹp dữ lắm. Mà cái hạt nào nó cũng có cái lỗ để mình xỏ chỉ vô, nếu không có thì sao mình xỏ được. Còn này cái hạt nào nó cũng giống như cái hạt chuỗi vậy đó. Nó lạ lùng cái chỗ đó, rất là hy hữu. Bởi vậy mình nói Phật pháp nhiệm màu ở chỗ này nè, phải không các vị?